Ayo, xin chào tất cả quý độc giả của Elman và mình là Hiếu thứ hai. Là lúc đó là bài đầu tiên mình đăng là bài Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Thì lúc đầu nó là một cái phiên bản lo-fi hoàn toàn khác so với cái bản mà mọi người rất là phổ biến mà mọi người đang biết á. Thì nó là một cái bài hoàn toàn khác, thì đó là chắc phải tầm năm 2016, 17 gì đấy, mình không nhớ, thì tầm đó. Mình nghĩ là làm được một cái bài nhạc đầu tiên là một cái điều hãnh diện với mình rồi. Thì đó là cũng là lần đầu tiên mà lấy cái đủ cái can đảm á để đăng lên nền tảng á. Thì mặc dù là không ai nghe nha, lúc đó không ai nghe hết trơn, nhưng mà là mình thấy là mình làm được một cái sản phẩm chỉnh chu và mình đăng lên mạng là mình đã thấy vui rồi. Thì mình thấy thấy cũng hay, thấy cũng hay. Hơi vụng nhưng mà là bài hát rất hay. Rất là kỷ niệm. Mình học được cái cách là làm việc nhóm và cái cách là tiếp thu ý kiến của những người bên cạnh, và quan trọng nhất là làm như thế nào để cho nó cân bằng, không phải là lúc nào ý kiến của mình cũng là đúng nhất, nhưng mà là ý kiến của mọi người cũng đúng nữa, quan trọng là cái góc nhìn nó khác nhau thôi. Nên là mình học được cái đó rất là nhiều và tiết chế lại. Rất là cảm ơn quý độc giả của Elman Việt Nam đã dành thời gian để mà theo dõi cũng như là ủng hộ chương trình Anh Trai C2, 30 Anh Trai, và cũng như là ủng hộ cho Hiếu thứ hai nhé.